trên đường bắt được ông Min. Ôi giời ơi, vãi cái Min chưa đốt xe hả? Đốt khi nào đốt xe hả? Không sửa gì vậy? Ừ, vãi mới quăng mẹ mày vòi. Mày tháo ra có đồ không? Có dịp sẽ gặp lại. Sắp tới là một phim về Min thì em sẽ gặp lại. Rồi đi nha. Tha ba đi. Cái này bao nhiêu ạ? Vâng, 50.000 thôi. Người Kinh có tiền đâu, người Mông bán rẻ thôi. Người Kinh lâu lâu mới được lên bản, người Mông bán rẻ thôi. 50 thôi. Bán cho người Kinh đi. Năm mươi nghìn nha. Người Mông có cái túi như thế này bán cho người Kinh không? Vâng. Có không? Năm mươi nghìn nha. Cái này bằng cái gì vậy? Ủa đi mấy ngày rồi? Sài Gòn ra mấy ngày rồi? Chị ra đây mấy ngày rồi? Em mới đi được bữa 29 nè. Thì thôi lại cho người, đưa lại cho người Kinh 50.000. Ở đây có 50 đây. À thôi lại đưa lại cho người Kinh 50.000. Ai á? Giá thừa 2019 chạy từ Tết con gà đến Tết con lợn. Hay và giao thừa bên một lão già người Mông. Trứng gà to và mắc hén, lào, trà, không rượu. Cháu thích người Mường hơn người Mông. Hạt dối đây này. Đây, cứ hàng nghìn này. 1.000 được hả? 1.000 một hạt, 1.000. Vâng, 1 hạt 1.000. Vâng, ông về đâm ra rồi ướp với ướp thịt. Thịt, bắt cứ được. Dạ. Bắt cứ được. Thịt mày. Đây là hạt dối. Giống hạt cà phê. Cứ mới ăn nghỉ chứ. Vâng, cái này cháu ăn rồi. Ăn chưa? Cháu ăn rồi. Gà măng cua ấy. Cực kỳ. Quá sướng. Cái này thì cháu lấy một chai thôi. Cái này về mình xay ra hả bác? Xay rồi, thì rồi ăn văn đi nè, nhìn ra thôi. Xay ra. Xay. Cái này sang rồi ạ? Sang rồi. Rồi. 20.000. 40.000. Và 40.000. Mình xay bên này. À vâng, mình xay như tiêu được không ạ? Được, như tiêu đấy. Làm như tiêu đấy. Vâng. Rất là ngon.
Giao thừa 2019 chạy từ Tết con gà đến Tết con lợn. Hay và giao thừa bên một lão già người Mông. Trứng gà kho và mắc khén vào trà. Không rượu. Hành dối đây này, nghe cái hành nghìn này. Một nghìn. Vâng, một hạt một nghìn. Vâng, xong rồi đâm ra rồi ướp với ướp thịt. Thịt cắt thứ rồi. Dạ. Bắp thì cắt thứ. Thịt mày. Rồi là hành dối. Giống hạt cà phê. Nếu mới ăn nghỉ chứ. Có cái này cháu ăn rồi. Ăn chưa? Cháu ăn rồi. Gà măng chua ấy. Cực kỳ. Quá sướng. Cái này thì cháu lấy một chai thôi. Cái này về mình xay ra hả bác? Xay rồi thì ăn văng lên rồi, nhìn ra thôi. Xay ra. Xay. Cái này vang rồi ạ. Rồi. 20.000. 40.000. Rồi 40.000. Cái xay bên này. À vâng. Mình xay mình xay như tiêu được không ạ? Được, như tiêu đấy. Được. Làm như tiêu đấy. Vâng. Rất là ngon. Bây giờ là mì Quảng thì ăn nhiều rồi, nhưng mà cao lầu thì chưa ăn bao giờ. Và thấy cao lầu bây giờ vô thử coi lầu có cao không. Đây là món cao lầu. Cao lầu không con? Cao lầu là cái gì với cái gì? Cao lầu rồi, cho một tô cao lầu. Không biết ăn xong lầu có cao không? Đây là món cao lầu. Không thấy lầu cao đâu hết, nhưng mà giờ thử ăn coi nó như thế nào phải đó. Bây giờ là tới Quảng Ngãi và quẹo vô nhà lão Lan. Không thấy lão ở nhà thì mình phải đi ăn bánh bèo. Coi bánh bèo ở ngoài này không có khác bánh bèo ở trong kia không. Ồ, đây là bánh bèo nóng. Chơi bánh bèo nóng.